ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ ba ngày 2 tháng 4. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong ngày hôm qua. Trước khi đến với các tin tức, mình muốn chia sẻ một chút về quan điểm của mình đối với toàn bộ những sự kiện đã xảy ra trong tháng 3. Theo mình, tháng 3 có thể chính là tháng cuối cùng mà mọi thứ ổn định đối với người Ukraine. Tất nhiên là việc họ bị phá hủy hàng loạt nhà máy điện trên toàn bộ lãnh thổ, cộng kèm với thương vong trên chiến trường thì không thể gọi là ổn định. Nhưng ý của mình ở đây là vào tháng 4 và tháng 5 sắp tới có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Không chỉ là về việc quân đội Ukraine đang thất thế trên chiến tuyến mà quân đội Nga đang đẩy mạnh áp lực, ngày nào cũng có được những bước tiến cụ thể. Đầu tiên, ngày 31 tháng 3 chính là ngày cuối cùng mà Tổng thống Zelensky có cơ hội để tổ chức một đợt bầu cử Tổng thống mới Ukraine. Điều này không đồng nghĩa với việc Zelensky đã hết nhiệm kỳ. Vì nhiệm kỳ của ông kéo dài đến ngày 21 tháng 5 trong suốt khoảng thời gian này thì ông vẫn là Tổng thống pháp lý của Ukraine. Và mình cũng khá chắc rằng ông sẽ cố kéo dài quyền lực của mình lâu nhất có thể bằng thiết quân luật hay gì đó. Dù sao thì ngày 31 tháng 3 cũng sẽ là ngày cuối cùng mà Tổng thống Zelensky có thể tổ chức một đợt bầu cử mới ở Ukraine. Đây là tin xấu đầu tiên cho người dân Ukraine, điều này hiển nhiên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Một điều quan trọng khác là tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine tính đến thời điểm này. Mình luôn luôn bám sát các con số được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra để tổng hợp chúng lại, dựa theo những gì mà mình tổng hợp được. Con số thương vong của quân đội Ukraine trong 3 tháng đầu năm lần lượt là 23.000, 27.000 và 30.000, tức là mỗi tháng đều tăng lên vài nghìn người. Còn nếu như tính tổng thiệt hại của quân đội Ukraine từ lúc chiến dịch quân sự đặc biệt được kích hoạt thì nó đã rơi vào khoảng 473.105 người. Vì thế, nếu như tình hình hiện tại tiếp tục được duy trì, tức là quân đội Nga vẫn tấn công với tần suất như hiện tại hoặc thậm chí là còn cao hơn, thì 99% là thương vong của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đạt mốc nửa triệu trong tháng 4. Đây là tin xấu thứ hai cho người Ukraine. Việc này sẽ ảnh hưởng rất nặng nề lên tâm lý của họ. Và sẽ có lúc họ phải đặt ra câu hỏi là liệu cuộc chiến với người Nga lúc này có còn đáng hay không. Tiếp nữa là vấn đề liên quan đến các nhà máy phát điện. Nhiều cơ sở phát điện trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine hiện đã bị phá hủy. Đến giờ thì họ vẫn chưa tìm ra cách để khắc phục vấn đề này. Và khả năng cao thì họ sẽ không tìm ra được giải pháp trong những tháng tới. Trước khi đến với những tin tức trên chiến trường, ở Novomykhailivka, mình sẽ tiết lộ một chút là có vẻ như quân đội Nga đã chiếm đóng được toàn bộ khu định cư và ngày mai Bộ Quốc phòng Nga sẽ đưa ra thông báo. Chúng ta sẽ cần nhìn lại hình thể tiền tuyến trong tháng 3, xem xét lại những gì đã xảy ra và suy đoán về những thứ có thể xảy ra trong tháng 4. Lùi thời gian về đầu tháng 3, ở mặt trận Zaporizhia, chúng ta có thể thấy rằng quân đội Nga đang đổ dồn một vài sự chú ý nhất định về khu vực phía Tây. Những khu định cư bị dội hỏa lực bao gồm Loskove, Kamianske, Strelbaki. Đây có thể chính là những công tác chuẩn bị cho một chiến dịch mới. Ngoài ra chúng ta còn có thể thấy là không có bất kỳ sự chống trả nào đến từ vị trí quân đội Ukraine. Đối với Robotyne thì có thể nói tình hình ở đây là 50-50. Quân đội Ukraine tấn công quân Nga bằng tên lửa HIMARS cùng máy bay không người lái. Ngược lại thì người Nga sử dụng bom FPV cùng với các loại vũ khí mà họ có. Nói chi tiết hơn thì Nga là phe tấn công, còn Ukraine là phe phòng thủ. Ngoài ra, dựa theo những tin tức mà chúng ta nhận được thì trong tháng 3, quân đội Nga đã thành công giành lại được những vị trí mà họ đã để mất trong giai đoạn chiến dịch phản công, đặc biệt là của quân đội Ukraine. Ví dụ như là phạm vi ở Tây Bắc VBV hay Nam Robotyne. Vậy dù rằng thế trận có thể nói là 50-50, nhưng người Nga trong tháng 3 có vẻ vẫn là bên thắng, vì thế ít nhất họ còn gặt hái được một vài thứ gì đó. Tiếp theo là đến khu vực Huliapoli. Đây có thể được coi là một trong mặt trận mới trong tháng 3, vì khoảng thời gian trước đó thì cả hai phe đều không có động tĩnh gì ở khu vực này. Chúng ta có gì? Có các đợt tấn công bằng tên lửa LMUO nhắm vào Malinivka. Có các đợt đẩy của quân Nga nhắm vào khu vực Chevone cũng như là về phía Malinivka. Tiếp nữa là các đợt dội hỏa lực nhắm thẳng vào trung tâm Huliapoli. Di chuyển đến vùng chiến sự Vemeski, trong tháng 3 quân đội Nga đã dội hỏa lực vào Staromayske, vào những hàng cây nằm ở phía tây và tây nam khu định cư. Odozhaine cùng với khu vực phía nam và đông nam cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự. Quá trình công kích hỏa lực kéo dài đến gần hết tháng 3. Trong những ngày cuối cùng thì người Nga đã thực hiện một đợt đẩy trực diện. Theo như mình nhớ thì đây là lần đầu tiên trong 6 tháng vừa rồi chúng ta đã xem video này rất nhiều lần. Một chiếc thiết giáp chở quân Nga tiến về phía Odozhaine. Tuy nhiên đã bị máy bay không người lái Ukraine lao vào và phá hủy.
Vậy xuyên suốt tháng 3 là những công tác chuẩn bị của quân đội Nga để bọn họ thiết lập một cung đường tấn công an toàn. Do đó mình đoán rằng trong tháng 4 thì những đợt tấn công trực diện sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa. Di chuyển đến khu vực Bureda, đầu tháng 3 chúng ta ghi nhận một đợt tấn công của quân đội Nga ở khu vực nằm giữa Prechisivka và Balivka. Tuy nhiên, đợt tấn công này đã bị lữ đoàn cơ động số 58 đẩy lùi. Có thể người Nga đã thành công mở rộng phạm vi kiểm soát của bọn họ, nhưng cũng kể từ thời điểm đó đến hiện tại thì cả hai phe đều không có động tĩnh gì mới. Vậy nên mình cho rằng trong tháng 4 thì tình hình vẫn sẽ không có gì thay đổi. Đối với Bureda thì cũng là như vậy. Còn ở Novomykhailivka thì có vẻ như cuộc chiến đã không kết thúc ngay trong hôm nay. Có thể ngày mai, Bộ Quốc phòng Nga mới đưa ra thông báo, còn hiện giờ, những hoạt động dọn dẹp vẫn đang được thực hiện. Chúng ta sẽ cùng thảo luận kỹ về những diễn biến mới ở phần thứ hai của video. Một điều chúng ta cần để ý chính là khu vực tập trung pháo binh của quân đội Ukraine tại mặt trận này. Dựa vào các video được đăng tải thì chắc bạn cũng hiểu số lượng pháo binh Ukraine bị phá hủy sau các đợt phản pháo là nhiều như thế nào. Tương tự đối với khu vực Kharivka và Krasnohorivka, phạm vi mình đang vạch ra cũng là phạm vi pháo binh Ukraine tập trung. Chúng được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực ra tiền tuyến. Tuy nhiên, đến giờ thì vẫn bị quân đội Nga truy quét và đàn áp tương đối. Đối với khu vực phía Tây Nevesky thì cũng không có gì khác. Khu vực này chính là nơi mà quân đội Ukraine đổ dồn pháo binh của họ tới. Số phận của những hệ thống pháo binh này cũng giống như số phận của những hệ thống pháo binh ở hai khu vực vừa rồi. Tổng kết lại, dựa vào những tin tức được đưa lên thì khả năng cao trong tháng 5, quân đội Ukraine sẽ phải di rời các hệ thống pháo binh của họ về xa hơn nữa. Ví dụ như là về khu vực Kurakove cùng với tuyến đường sắt chẳng hạn. Đối với quân đội Nga, việc họ tiếp tục thực hiện chiến dịch nhắm vào Krasnohorivka là hoàn toàn khả thi, do họ có thể chiến thắng ở Bervomaiske cách đây vài hôm là bàn đạp. Di chuyển đến khu vực phía Tây Adiska, những cuộc chiến ở khu vực này cũng gần như ngã ngũ. Trong tháng, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc quân Nga chiếm đóng hoàn toàn Chernivka cùng với Olivka. Còn đối với Berdychi thì hiện tại những cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ở hai phe. Những toán quân Nga đầu tiên cũng đã tiến được vào Semenivka, tuy nhiên họ chưa thể đạt được bước tiến gì quá đáng kể. Chúng ta cũng có thể xác định được khu vực tập trung pháo binh của quân đội Ukraine tại đây. Chính là phạm vi mà mình đang vạch ra. Rất nhiều hệ thống pháo binh của người Ukraine cũng đã bị phá hủy. Một điều quan trọng nữa, trong khoảng 2 tháng vừa qua thì quân đội Ukraine tổn thất rất nhiều xe tăng Abrams ở mặt trận này. Cụ thể thì chúng ta ghi nhận có tới 6 chiếc đã bị quân đội Nga tiêu diệt. Theo như mình nhớ thì không nhầm, cả 6 chiếc đều bị phá hủy trong giai đoạn từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3. Nếu như mình sai thì hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Thậm chí là cả 6 chiếc đều bị phá hủy trong tháng 3 vì mình không nhớ rõ chiếc đầu tiên bị phá hủy là vào thời điểm nào. Chúng ta sẽ cùng thảo luận chi tiết về những diễn biến trong hôm qua ở phần thứ hai của video, còn giờ thì sẽ di chuyển đến khu vực New York và Torres. Trong năm 2022 và 2023 thì khu vực này không có gì thay đổi và đến giờ, thời điểm hiện tại vẫn là như vậy. Cho nên mình đoán trong tháng 4 thì có lẽ chúng ta cũng sẽ không được chứng kiến quá nhiều thứ ở mặt trận này. Di chuyển đến khu vực Bakhmut, trong khoảng 20 ngày đầu tháng 3 thì những tin tức chúng ta nhận được ở đây được đưa lên cực kỳ dồn dập. Nào là quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn Ivanovsk chưa đến sở chỉ huy NATO ở Chasivya, bị phá hủy, trong đó có một chuẩn tướng người Ba Lan thiệt mạng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3 thì hoạt động quân sự của quân đội Nga lại đột ngột giảm xuống nhanh chóng. Có thể mục tiêu của họ là chiếm được Ivanovsk thì họ đã đạt được rồi, vì thế mới quyết định như vậy. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn còn một vài đợt giao tranh nhỏ lẻ ở Bohdaniska hay Kluchika. Tuy nhiên, tần suất của chúng là không nhiều và quy mô cũng không phải lớn nếu so sánh với tháng 1 và tháng 2. Vậy nên trong tháng 4, có thể chúng ta vẫn sẽ được chứng kiến quân đội Nga tiếp tục chiến dịch ở đây. Nhưng áp lực có lẽ sẽ không bằng với những tháng trước đó. Một lý do nữa là vì mình đoán phần lớn lực lượng ở khu vực này sẽ được điều động tới khu vực Rodolivka, vì khu định cư này chính là mục tiêu tiếp theo của người Nga. Ngoài ra ở khu vực Orikhovo và Vasilivka và Minkivka thì ta có thể chắc chắn 100% rằng trong tháng 4, quân đội Nga cũng sẽ không có quá nhiều động thái mới ở khu vực này, vì trong tháng 3 chúng ta đã chỉ ghi nhận 4 video ở đây mà thôi. Di chuyển đến mặt trận Siversk, trong suốt tháng 3, từ khu vực trung tâm thành phố cho đến khu vực phía nam hay Bilhorivka, chúng ta đều nhận được rất nhiều tin tức mới, vì thế khả năng cao đây chính là mặt trận ưu tiên của người Nga trong tháng 4 và tháng 5. Bắt đầu với khu vực phía nam, hàng loạt đợt dội hỏa lực của quân Nga ở khu vực Rodolivka nhắm vào các dãy chiến hào, các cung đường tiếp tế hay các kho đạn của quân đội Ukraine ở khu vực này. Nói chung là toàn bộ mọi thứ mà người Nga phát hiện ra. Những đợt dội hỏa lực này được bắt đầu chính xác vào đầu tháng 3 và cho đến cuối tháng, cụ thể là vào 2 ngày 29 và 30. Chúng ta bắt đầu nhận được những tin tức đầu tiên về việc
quân đội Nga mở một đợt tấn công trực diện nhắm vào khu định cư này. Vậy diễn biến ở đây giống như là Vemensky. Ban đầu thì cũng là những đợt dội hỏa lực, sau đó đến cuối tháng thì người Nga mới phát động ra các đợt đẩy trực diện. Dựa theo vị trí của các video được xác minh thì mũi tấn công đầu tiên của quân đội Nga có thể sẽ là như thế này. Họ đánh vào Fedorivka, còn mũi tấn công thứ hai sẽ là như thế này, nhắm vào Rodolivka. Khu vực đường ray dẫn về VMK và trung tâm thành phố Siversk cũng không nằm ngoài tầm ngắm của người Nga. Vì thế, việc chiếm được nó để tiếp tục hướng về Siversk cũng có thể sẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu của họ trong tháng tới. Đối với Spine thì chúng ta cũng ghi nhận khá nhiều tin tức ở khu định cư này. Do đó cũng có khả năng là quân Nga đang có ý định chiếm lại nó. Mình hơi nghi ngờ về việc liệu quân đội Nga có tiếp tục đánh vào Bilohorivka hay không. Vì dù rằng rất nhiều tin tức được đưa lên ở khu định cư này, cộng kèm theo đó là những đợt đẩy trực diện của người Nga. Tuy nhiên, không một đợt đẩy nào của họ thành công. Quân đội Nga đã phát động tấn công trực diện khoảng 10 lần. Và đến giờ thì phải nói thật rằng là họ chưa giành lại nổi 10% vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát được trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt được kích hoạt. Có 3 khu vực chính mà chúng ta có thể nói rằng ở đó quân đội Nga phải nhận trái đắng. Đầu tiên là ở Vuleda. Nếu như bạn chưa biết thì người Nga từng công kích trực diện vào khu định cư đó khoảng 4 cho đến 5 lần. Nhưng cũng giống như ở đây, không một lần nào mà họ thành công. Sau đó thì như chúng ta thấy, người Nga chuyển dịch mục tiêu của họ sang Novomikhailivka và vẫn đang bỏ ngỏ Vuleda tính đến lúc này. Khu vực thứ hai chính là Bilohorivka này. Đây không phải là khu định cư khó nhằn hay thứ gì đó tương tự, mà nói trắng ra, đây chính là một thất bại thảm hại đối với sở chỉ huy của quân đội Nga trong giai đoạn của chiến dịch phản công Kharkov của quân đội Ukraine. Nếu như bạn không biết, sau khi cuộc chiến ở Lysychansk kết thúc thì quân đội Nga không chỉ kiểm soát được toàn bộ Bilohorivka và họ còn chiếm được tới tận Hydrorivka ở đằng sau và vùng kiểm soát của họ, lúc đó đến tận đường kẻ mình đang vạch ra. Thế nhưng, đến quân đội Ukraine kích hoạt chiến dịch phản công Kharkov, người Ukraine đã ép lùi quân Nga phải rút lui về tới tận những khu định cư như Simbilivka và Lysychansk. Tình hình lúc đó nguy cấp đến mức sở chỉ huy của Nga ở đây phải điều động cả lực lượng Wagner tới để ổn định lại tình hình. Và tính từ thời điểm đó đến lúc này, tức là khoảng 1.5 năm, hàng loạt những đợt tấn công đã được quân đội Nga thực hiện ở đây nhằm tìm kiếm lại cơ hội, giành lại những gì mà họ đã để mất. Nhưng đến giờ thì họ vẫn dậm chân tại chỗ. Không một bước tiến mới chính là cụm từ để miêu tả những gì mà người Nga đạt được trong suốt thời gian qua ở khu vực này. Và khu vực thứ ba là quân Nga phải đón nhận thất bại, tất nhiên rồi, chính là Sinkivka ở tiền tuyến Kubiak. Tất nhiên tổn thất của họ phải hứng chịu ở đó không cao như ở Bilohorivka. Tuy nhiên trong quá khứ họ đã từng nỗ lực đánh vào khu định cư này rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Vì thế mình nghĩ nếu như người Nga vẫn tiếp tục làm như vậy trong tương lai ở Sinkivka thì đến một thời điểm nào đó con số thương vong của họ ở đó cũng sẽ cao ngang ngửa với Bilohorivka. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã và đang thấy sự chú ý của quân đội Nga đổ dồn về mặt trận Siversk. Với các hệ thống pháo binh đã bị phá hủy ở khu vực đằng sau hay những kho đạn và xe cơ giới bị tiêu diệt ở gần khu vực trung tâm. Nhắc lại một lần nữa, đây chính là mặt trận ưu tiên của quân đội Nga trong tháng 4 và tháng 5 tới. Mình không nói rằng đây sẽ là mục tiêu duy nhất của người Nga. Hiển nhiên, họ vẫn sẽ còn những kế hoạch khác ở Novomikhailivka chẳng hạn. Ý mình là ở mặt trận Siversk sẽ là mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga trong thời gian tới. Giờ thì chúng ta đến với khu vực Terni thuộc nam tiền tuyến Kubian. Những biểu hiện ở đây đã nói thay cho mình. Trong tháng 3, liên tục là các tin tức về việc quân đội Nga mở rộng phạm vi kiểm soát của họ dọc theo các cánh rừng và hiện tại đã có mặt ở ngoại ô khu định cư. Tuy nhiên, những video được đưa lên thì lại cho chúng ta thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Rất ít video của quân đội Nga mà đa số đều là các video của quân đội Ukraine. Những video này không chỉ cho ta thấy tần suất tấn công bằng máy bay không người lái của người Ukraine mà còn giúp ta hiểu được mũi tấn công của người Nga. Cụ thể thì quân đội Nga luôn luôn di chuyển từ Kremlina về phía các cánh rừng ở gần Terni. Và lần này thì họ cũng đã bị máy bay không người lái của quân Ukraine tấn công. Đây là sự chiếm ưu thế hoàn toàn từ phía quân đội Ukraine. Nếu như thế trận là 50-50 thì chúng ta phải có những video tương tự của quân đội Nga ở phía tây dòng sông Zaribas. Tuy nhiên ở khu vực phía tây, như bạn có thể thấy, không có bất kỳ một video nào được đưa lên ở khu vực này, chứ chưa nói đến video đó là của phe nào. Không có bất kỳ sự chống trả nào từ phía quân đội Nga, hàng loạt đợt tấn công từ phía quân đội Ukraine, nhưng chúng ta lại không ghi nhận bất kỳ đợt phản kích nào. Vậy chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng, khả năng cao đến cuối tháng 2 thì phần lớn lực lượng quân đội Nga ở khu vực này đã được đưa đến những mặt trận khác. Và mục tiêu của họ trong tháng 3 chỉ là giữ vững những khu vực mình đã chiếm được mà thôi. Có thể trong tháng 4 thì tình hình này vẫn sẽ tiếp diễn. Lực lượng Nga ở đây sẽ chờ cho đến khi cuộc chiến ở Novomikhailivka hoặc Adiska kết thúc.
Đến lúc đó thì những đơn vị ở các mặt trận đó sẽ quay trở lại về đây và chiến dịch nhắm vào Terni sẽ được tiếp tục. Đối với Bắc Kubian, trong tháng 3 chúng ta gần như không ghi nhận bất kỳ video nào ở khu vực này. Hầu hết những gì chúng ta nhận được đều là các thông báo đến từ Bộ Quốc phòng Nga. Tất nhiên vẫn có một vài video nhất định được đưa lên ở khu vực Kislivka, Kozlyarivka. Giống như ở phía Nam thì đa số những video này cũng đều là của quân đội Ukraine. Vậy khả năng cao thì trong tháng tới, Ukraine sẽ là bên chủ động tấn công với mục tiêu của họ là hướng về Tabaska nhằm chiếm lại những gì đã mất trong giai đoạn mùa đông năm ngoái. Nói qua về tiền tuyến Belgorod, thực ra thì chúng ta gọi là cuộc chiến giữa hai thành phố Belgorod và Kharkov cũng được. Thành phố nào có sức mạnh quân sự lớn hơn thì sẽ là bên chiến thắng. Tính đến thời điểm hiện tại thì Belgorod đang áp đảo hoàn toàn. Thành phố này của người Nga vẫn còn điện, nước, thức ăn, công việc cho người dân. Hệ thống phòng không nói chung là toàn bộ mọi thứ vẫn đang ổn định. Tuy nhiên, đối với Kharkov, tất cả những gì mà chúng ta làm trong suốt thời gian qua chỉ là đếm các đợt dội hỏa lực nhắm vào thành phố này. Một điều nữa mà ta cần phải để ý là các hoạt động quân sự ở đây của cả hai phe hầu hết đều diễn ra trong khoảng 20 ngày đầu tháng 3. Còn đối với những ngày cuối cùng thì tần suất của chúng đã được giảm tới mức tối thiểu. Vì thế, khả năng cao trong tháng 4 hay thậm chí là tháng 5 thì tình hình vẫn sẽ tiếp diễn. Vậy là chúng ta vừa điểm qua toàn bộ tiền tuyến với toàn bộ những diễn biến đã xảy ra trong tháng 3 để suy đoán những gì sẽ xảy ra trong tháng 4. Giờ thì đến với những tin tức đã được đưa lên trong hôm qua. Bắt đầu với Novomykhailivka, chúng ta nhận được một video ở dãy trên nào phía tây nam khu định cư. Video này khá dài, cho thấy một chiếc thiết giáp chở quân của quân đội Nga chở theo bộ binh công kích vào dãy trên hào này và thành công chiếm được nó. Khả năng cao, mục tiêu tiếp theo của người Nga sẽ là tiếp tục tiến về phía Bắc để có thể cô lập hoàn toàn khu vực phía Tây, khu định cư. Hay thậm chí là vào thời điểm bạn đang xem video này thì họ đã hoàn thành công việc này rồi. Đừng quên rằng, gần đây chúng ta còn nhận được tin tức cho biết quân đội Nga chiếm đóng hoàn toàn khu vực dân cư ở đây. Thêm nữa là chiếm thêm một phạm vi khu vực cánh đồng ở phía Bắc. Vậy toàn bộ những điều này đang nói cho chúng ta rằng trận chiến ở Novomykhailivka có thể đã kết thúc. Có thể không phải là ngay hôm nay hoặc là ngày mai thì cũng là trong tuần này chúng ta nhận được thông báo cuối cùng cho biết người Nga đã chiếm đóng hoàn toàn thị trấn. Lúc đó thì câu hỏi của chúng ta đặt ra sẽ là liệu kế hoạch tiếp theo của quân đội Nga là gì? Có phải là tiếp tục hướng thẳng để đánh vào Konstantinivka hay không? Nếu như bạn hỏi quan điểm của mình cho rằng mục tiêu tiếp theo của người Nga sẽ là mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm một vùng như thế này để họ có thể cắt đứt được tuyến đường T-0524 nối liền các khu định cư ở mặt trận này với nhau. Tại sao lại như vậy? Vì nếu đánh trực diện vào Konstantinivka thì con số thương vong mà quân đội Nga phải nhận chắc chắn sẽ là tương đối cao. Còn nếu như họ mở rộng vùng chiếm được lên thêm một vùng như mình vừa vạch ra thì họ vừa có thể đánh vào Konstantinivka từ phía nam, vừa có thể áp lực vào Vodiane ở phía bắc, lại vừa có thể cắt đứt được sợi dây liên kết giữa các khu định cư này. Đây chính là khoảng trống tác chiến. Những gì xảy đến tiếp theo ở khu vực này trong tháng tới chắc chắn sẽ rất thú vị. Ngoài ra chúng ta hãy cùng chờ xem liệu quân đội Nga có từ Bobiada đánh vào Boraskovica hay không. Vì chúng ta cũng ghi nhận được một bức hình cho thấy các điểm cháy bất thường ở khu vực này, xác minh rằng người Nga cũng đang có những sự chú ý nhất định ở đây. Đối với các hoạt động phản pháo kích thì trong hôm nay vẫn đang được quân đội Nga thực hiện. Chúng ta ghi nhận một video ở khu vực phía Bắc, Antonivka. Di chuyển đến khu vực Bovomaiske, rất nhiều kênh tin cho biết quân đội Nga hiện tại đã chiếm đóng hoàn toàn khu định cư. Vì thế khả năng cao, một vài ngày tới thì Bộ Quốc phòng Nga sẽ đưa ra thông báo. Có một điều bạn cần phải hiểu, việc quân đội Nga chiếm đóng hoàn toàn có thể không đồng nghĩa với việc họ đã kiểm soát được toàn bộ một khu định cư đó. Có thể đúng là quân đội Ukraine đã rút khỏi Bovomaiske. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cạm bẫy ở bên trong khu định cư này mà quân Nga cần phải dọn dẹp và giải quyết. Cho nên, chỉ đến khi đảm bảo an toàn tất cả mọi thứ thì mới có thể đưa ra thông báo đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư này. Việc toàn bộ Bovomaiske rơi vào tay người Nga đồng nghĩa với việc toàn bộ phạm vi cánh đồng nằm giữa khu định cư này với Nevesky cũng sẽ thuộc về họ, do quân đội Ukraine chắc chắn sẽ phải rút lui khỏi đây. Không thì họ sẽ bị nhét vào một bên trong cái nồi hầm. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, sau khi đã chiếm được Bovomaiske thì quân đội Nga sẽ không đánh tiếp tới Netanyahu mà họ sẽ thiết lập phòng tuyến vững chắc dọc theo đường kẻ mình đang vạch ra để từ đó đánh vào Krasnohorivka ở phía bên dưới. Một vài thông tin nữa, kể từ khi cuộc xung đột ở khu vực này bắt đầu từ năm 2014 thì chúng ta có các khu định cư quan trọng như sau: Ariska, Marinka, Bovomaiske, Altine, Spartak, Olivka, Ternke, Sivrene, Krasnohorivka, Novomykhailivka và còn rất nhiều khu định cư khác bao bọc quanh thủ phủ Donetsk. Và bạn nhận ra điều gì không?
Hầu hết những cái tên mình vừa đọc đến thời điểm này đều đã thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga, ngoại trừ duy nhất một khu định cư, chính là Krasnohorivka. Vậy về cơ bản, Krasnohorivka là pháo đài cuối cùng từ năm 2014 của lực lượng vũ trang Ukraine. Với sự sụp đổ của khu định cư này, đó sẽ là trang giấy cuối cùng của chương đầu tiên vết cách mà quân đội Nga bảo vệ Donetsk. Vành đai phòng thủ đầu tiên kể từ năm 2014 chính thức bị đánh tan dưới sự sụp đổ của Krasnohorivka. Đó chính là lý do vì sao các chuyên gia quân sự lại đưa ra kết luận như vậy. Một vài thông tin thú vị đến từ Tonke. Nếu như bạn còn nhớ thì trong những ngày qua, chúng ta đã thảo luận rất nhiều về việc quân đội Nga tiến công cực kỳ thần tốc về phía tây khu định cư này, khi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi họ đã khoét sâu được hơn 2 km. Nhiều mapper cũng đã thay đổi hệ thống bản đồ của họ thể hiện điều này. Không những thế thì chúng ta còn có cả video cho thấy diễn biến đợt tấn công của quân Nga với xe bọc thép của họ. Câu hỏi của chúng ta đặt ra là tại sao người Nga lại có thể làm được điều này? Và đến hôm nay có vẻ như ta đã có câu trả lời. Dựa theo một kênh tin Ukraine, 36 chiếc xe tăng cùng với 12 chiếc thiết giáp chở quân đã được quân đội Nga sử dụng để đánh về phía tây Tonke. Tức là tổng cộng 48 chiếc xe bọc thép. Nếu như thông tin này là đúng thì đây chính xác là đợt tấn công bằng xe tăng lớn nhất từng được quân đội Nga thực hiện kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt được kích hoạt. Giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao họ lại sải bước nhanh chóng đến như vậy về phía tây Tonke, với mục tiêu là đột phá tuyến phòng thủ ở đây để có thể tiếp cận vào Yasnoprodivka. Tất nhiên là quân đội Nga cũng đã phải chịu những tổn thất nhất định. Vẫn là kênh tin trên, khi họ bổ sung thêm rằng quân đội Ukraine đã thành công phá hủy 12 chiếc thiết giáp, tức là khoảng 25% trên tổng số mà quân Nga đã sử dụng. Những gì chúng ta đang chứng kiến trên hệ thống bản đồ khả năng cao vẫn chưa phải là điểm dừng chân của quân đội Nga. Hệ thống bản đồ có thể sẽ liên tục được cập nhật mỗi ngày. Đối với Berdychi thì các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Một tin tức quan trọng nữa, chiếc xe tăng Abrams thứ 6 đã bị phá hủy ở khu vực này. Và theo như mình nhớ thì cả 6 chiếc đều đã bị quân đội Nga phá hủy trong tháng 3. Phương Tây viện trợ cho Ukraine 30 chiếc, thế mà chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi đã có tới 6 chiếc bị xóa sổ. Ở một trận Bakhmut thì quân đội Nga vẫn đang tiếp tục cày xới toàn bộ mọi thứ với bom FBB của họ. Tuy nhiên diễn biến trên mặt đất thì chưa có thể thay đổi gì. Lý do thì chúng ta đã thảo luận vừa nãy. Người Nga hiện giờ đang chuyển dịch lực lượng lớn của họ về phía Rodolivka và Fedorivka để tới đây thực hiện một chiến dịch tấn công quy mô. Mình không thể nói rõ cho bạn biết chiến dịch này sẽ được kích hoạt khi nào. Có thể là trong vài giờ, vài phút, nhưng cũng có thể là vài ngày tới. Tóm lại là nó sẽ đến rất sớm thôi. Việc xuyên thủng phòng tuyến này để tiến về Severs khả năng cao sẽ là mục tiêu cuối cùng trong chiến dịch cuối mùa xuân của quân đội Nga. Có thể là họ sẽ cố gắng kết thúc nó trước tháng 8 để sau đó còn thực hiện tiếp những kế hoạch khác. Vài mũi tấn công lớn trong vài tháng tới là điều hoàn toàn khả thi, vì như chúng ta đã thấy không chỉ ở Severs mà ở Novomikhailivka hay Adiska thì người Nga vẫn còn rất nhiều cơ hội tấn công. Do đó 3 đến 4 chiến dịch được thực hiện cùng lúc như chúng ta đã từng được chứng kiến ở Adiska không phải là một bối cảnh viển vông. Vậy không phải chỉ một Adiska, một Bakhmut mà có thể quân đội Nga sẽ chiếm được tới 3 hoặc là 4 Bakhmut trong những tháng tới. Biết điều đấy có cả Kharkov vì chúng ta không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Ở tiền tuyến Kubian thì trong hôm nay không có tin tức gì mới. Tổng kết lại, chúng ta có các đợt tấn công tên lửa, có Tổng thống Zelensky đang đánh mất dần quyền lực pháp lý của ông, có nửa triệu tổn thất của quân đội Ukraine kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Mình sẽ kết thúc video này với những gì mình nói ở đầu video. Tháng 3 là tháng cuối cùng mà quân đội Ukraine có thể coi là ổn định. Những tháng tiếp theo sẽ giống như địa ngục đối với họ, trừ khi họ ngồi vào bàn đàm phán. Đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.